핫팬서 스튜디오. Hôm nay các bé hãy cùng chị lắng nghe câu chuyện về chú mèo đi hia nhé. Ở một ngôi làng nọ, có bác thợ xây bột nghèo. Bác có ba người con trai. Trước khi mất, bác gọi các con đến và nói: ba chẳng có nhiều tài sản, nhưng ba sẽ để lại hết cho các con. Nói rồi, bác thợ xây bột qua đời, để lại tài sản là một cái cối xây bột, một con lừa và một con mèo. Người anh cả nhanh chóng chiếm lấy cái cối xây, người anh hai thì nhận con lừa, còn người em út đành phải nhận lấy con mèo bé tẹo. Hay, con mèo bé tẹo này thì có tác dụng gì chứ? Ấy, đừng nói vậy. Chỉ cần cậu chủ may cho tôi một đôi giày và một cái bao, tôi sẽ giúp cậu trở nên giàu có. Người em út tuy nghèo, nhưng vì tin mèo nên chàng cũng cố đem chút tiền còn lại để may cho mèo một đôi giày. Mèo có được một đôi giày vừa vặn thì thích lắm, liền vác bao chạy biến mất. Mèo dùng bao tải bẫy được một con thỏ, nó liền đem vào cung biếu cho nhà vua. Ngày nào cũng thế, hết thỏ rồi đến chim, rồi lại thú rừng. Bắt được con nào là mèo lại đem vào cung biếu tặng vua. Vua từ ngày được biếu những đặc sản quý hiếm thì thích thú lắm. Vua tò mò nên liền hỏi: này mèo con, ai đã sai mi mang quà đến tặng cho ta vậy? Thưa đức vua, chủ nhân của tôi là ngài bá tước The Carabas, đem gửi biếu tức vua đấy ạ. Người đâu, mang đến một rương vàng gửi tặng ngài bá tước để ta tỏ lòng cảm ơn. Về đến nhà, người em út vô cùng ngạc nhiên khi chú mèo đang đứng trước một rương đầy vàng. Ôi, chú mèo nhỏ, làm sao mi kiếm được nhiều vàng vậy? Chàng cứ nghe theo lời ta, chàng sẽ còn giàu có hơn nữa. Biết được hôm đó nhà vua và công chúa cưỡi xe ngựa đi dạo, mèo đi hia liền chạy về bảo với chủ nhân: chủ nhân hãy nghe theo lời tôi, mau cởi bỏ quần áo và giả bộ bị đuối nước ở con sông bên đường nhé. Nhưng để làm gì chứ? Thì chủ nhân cứ nghe lời tôi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng chàng trai cũng nghe theo mèo và giả bộ kêu cứu dưới sông. Nhà vua đi qua đường, nghe tiếng kêu cứu thì sai người nhảy xuống cứu chàng trai lên, rồi hỏi han: nhà ngươi tên gì? Dạ thưa đức vua, tôi là The Carabas ạ. Ồ, thì ra là bá tước The Carabas, người đã gửi biếu ta những món đặc sản đây mà. Nhà vua mời chàng trai lên xe, cùng tiếp tục đi dạo. Mèo ta nhanh trí chạy đón đầu và dặn các bác nông dân: này các bác, nếu nhà vua hỏi ruộng này của ai thì cứ nói là của bá tước The Carabas nhé, sẽ có thưởng đấy. Nhà vua nhìn thấy cánh đồng xanh mướt thì liền hỏi: này các bác nông dân, cánh đồng xanh mướt này là của ai vậy? Thưa đức vua, cánh đồng này là của bá tước trẻ tuổi tài ba The Carabas đấy ạ. Mèo tiếp tục đi đến lâu đài của con quỷ gần đó. Kính chào ngài quỷ, ta nghe nói ngài rất giỏi phép thuật, có thể biến thành mọi con vật phải không? Đúng vậy, ta chỉ cần hóa phép một cái là xong. Ngài có thể biến thành một chú sư tử chứ? Xem đây, ủng bà là biến. Ôi, ngài thật tài giỏi, thế còn con chuột thì sao? Ủng bà là biến. Chỉ chờ có thế, mèo lao vào bắt gọn con chuột và chiếm lấy tòa lâu đài. Xe nhà vua vừa tới cổng thì mèo trong lâu đài bước ra, mời vua và công chúa vào thăm. Ôi, chàng trai trẻ tuổi tài ba, ta sẽ gả công chúa cho chàng. Thế là từ đó, người em út sống hạnh phúc với công chúa trong lâu đài nguy nga. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé vào những câu chuyện kế tiếp nhé.